chào anh em buổi sáng nha. Nói chung là sáng mới nhất cho anh gửi lời chào. Hôm nay là Trần Anh có khách Trần Anh từ Sài Gòn lên đây. Anh chị ghé salon. Ủa, anh chị nhà ở đâu? Sài Gòn đúng không? Anh trai coi kênh giờ anh lâu chưa? 3 năm là từ ngồi rồi. Anh em mình chia sẻ clip xíu. Ủa, sao mà em thấy là đầy chỗ bán hàng mà anh không mua? Mà anh ghé Trần Anh. Em thấy Trần Anh có cái cách mua bán và có cái cảm tình. Dạ, nói chung là cái xe Sonata Trần Anh cũng có đăng. Thì anh trai lên, anh trai chạy nghiệp một mẫu Guru, mẫu Sonata. Thì cái mẫu Sonata anh trai chạy, anh trai thích thích. Với cái chất xe Trần Anh tẻ thì cũng nói chung là chính xác đến 99%. Okay. Và nói chung là cũng hỗ trợ cho anh chị. Tại vì anh chị đã tin tưởng và anh chị cũng đã từng nói với anh là đi nhiều chỗ bán hàng khác người ta không có tiếp anh chị. Tại vì sao? Thứ nhất là người ta có tên tuổi và cái thương hiệu, người ta cũng chả cần phải tiếp khách. Mà đối với anh là không, càng có thương hiệu càng tên tuổi là mình càng phải tiếp khách, tại vì khách hàng mang lại cho mình cái lợi nhuận mà mình bơ khách hàng đâu có được. Như là hôm nay anh trai xuống với chị gái này, Trần Anh đón đi sáng 2 giờ đêm á, lên tới đây 2 giờ đêm bây giờ. Vâng, có cà phê tiếp anh trai thôi. Phải ngủ khách sạn rồi mới qua. Dạ. Hôm nay anh trai thấy lên, anh trai nhận cái mẫu Sonata, anh trai thấy Trần Anh ok không? Ok. Rồi từ cái đăng kiểm rồi từ tất cả mọi thứ hỗ trợ anh trai, Trần Anh sẽ hỗ trợ hết mình cho anh trai. Anh trai thấy gặp Trần Anh, anh trai thấy sao? Dạ. Rồi cảm ơn anh em. Đây, hình ảnh của anh chị nè. Xíu nữa em làm clip em up á. Nói chung anh chị ở Sài Gòn, anh chị lên trên tới chỗ trên Trần Anh này. Đó, anh chị nhận xe, bây giờ Trần Anh đang cho đi đăng kiểm rồi. Đăng kiểm xong rồi Trần Anh sẽ giao xe cho anh chị nha. Đó, Trần Anh về còn nhiều xe, đây là mẫu này là anh trai cũng xem, nhưng mà anh trai lại thích cái dòng phân khúc D. Tại vì sao? Phân khúc D anh em biết không, nó ngang hàng, nó cạnh tranh với Camry cho nên chạy. Thứ nhất là đầm, thứ hai là số sàn đi đó là. Và chất xe thì Trần Anh đã báo rồi. Em này đời 2010 nè. Em này cũng đẹp xuất sắc luôn em. Gia đình đó, chuẩn gia đình anh em nha. Tắp bì tắp lô không chê được. Riêng sơn si thùng mình bọc của em nói là anh em không thể chê được cái chiếc xe bên Trần Anh đâu. Dọn về bán mình dọn kỹ cái xe luôn anh em. Anh em mới cầm biến ve rồi, đèn đuốc là mới tin nè. Đó, phong giá em crew đã không. Anh em nào mà có tầm số tiền tầm dưới 200, anh em có thể lấy mẫu này, anh em về anh em trải nghiệm cái phong cách hoàng gia. Tức là sao ạ? Cái phong cách đẹp lịch lãm và đầy quyến rũ luôn anh em. Số tự động 1.8 anh em nha, bản đủ luôn. Bản là bản LTZ là số tự động nha anh em. Dòng này nó đi rơi cho anh em nằm tầm 9 lít anh em nha. Được cái anh em sở hữu nguyên công nghệ của Mỹ. Form luôn luôn là nền tảng vững mạnh trên thị trường. Cô chú anh chị nha, mà giá thành thì nó đến với tay người sử dụng cực kỳ là rẻ. Cực kỳ là rẻ. Chẳng anh nói ví dụ như một mẫu Camry 2010 thì anh em biết rồi. Nếu mà số tự động thì xin lỗi anh em đụng vô cũng phải từ 400 hơn, 400 triệu hơn nha. Nhưng em này thì quá ok rồi, giá thành nó rẻ lắm anh em. Civic cũng vừa mới về 2008 nè anh em, màu xanh ngọc đẹp không? Nè anh chị, quá đẹp, màu xanh ngọc, số sàn máy số rin hết. Đó, mình hỗ trợ cho khách vui. Tại vì khách hàng lên, anh chị lên, Trần Anh cũng hỗ trợ cho anh chị. Nói chung là góp 30 triệu cho anh chị. Đó là được cái tình cảm thôi. Chứ không quan trọng, đăng kiểm thì còn đến mười mấy 20 ngày nữa. Nhưng mà Trần Anh vẫn hỗ trợ đăng kiểm mới cho anh chị luôn. Đó. Mình sống vài là ok rồi. Người ta lên bao nhiêu cửa hàng đó, anh chị người ta, chủ cửa hàng salon người ta không có tiếp. Cho nên là khi mà biết đến Trần Anh thì người ta lên đây thì Trần Anh là đón từ sáng giờ. Anh chị thấy không? Nhìn sống thì tình cảm mà. Đây máy y 1.8 nha anh em. Bản này có ABS. Đi mỏng này thì nó lạnh. Honda Civic mà. 4 xi lanh. Em này xài toàn bộ hệ thống bếp full đa điểm nha cô chú anh chị nha. Quá rẻ luôn đó, mẫu Honda Civic 2008 nè. Anh em muốn bền, anh em muốn nồi đồng có đá, anh em lấy mẫu này cho Trần Anh. Mẫu này thì đẹp lắm. Mẫu này sơn si không có sơn rin đâu. Chủ nhà tắm qua nước sơn rồi. Đó là mình báo thẳng nha, chứ không có giấu gì anh em cả. Tại vì xe cũ mà, xe cũ chạy qua nhiều, nhiều năm, nhiều tháng đã trôi qua rồi. Lá xanh rơi xuống rụt ngay lá vàng thì nó chắc chắn rồi, nó già rồi, người ta phải tắm lại sơn si. Chứ không thể nào mà để nguyên bản như vậy, kêu rin lắm, đẹp lắm. Không, không có nha anh em.
Nó giá thành em Honda này nó cũng rẻ cho anh em thôi. Cũng tầm có 190 quay đầu cho anh em. Bên đây còn mẫu Kia Morning 2015. Được cái xe chất xe không dịch vụ, sơn trắng nha bà con. Sơn xe gì về mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng, dầm thuốc như cản trước, sơn dầm cản sau thôi. Sơn dầm thùng mình vẫn còn chất sơn rin. Thì đời này không quan trọng về sơn, quan trọng nước sơn nó đều màu là được nha bà con. Nó giá có 160, anh em thì chỉ mua cho anh bớt cho 5 triệu còn 155. Sở hữu ngay mẫu Kia Morning 2015 bên Trần Anh rồi. Hàng đẹp chuẩn chu lắm. Gia đình nha, không khoan đục nha anh em. Báo luôn nha anh em. Máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh, có làm máy đó, Trần Anh báo luôn số rin. Được chưa anh em? Với cái số tiền này thì nó rẻ tiền. Rẻ tiền hơn cho anh em. Bên đây có dặm B nè. Bên đây dặm B nè. Xưa người ta ve nó bị quẹt bên đây nè. Có dặm sơn nè. Nhìn rõ luôn. Mình báo thẳng trên clip chứ không phải xe nào quay lên cũng đẹp lắm, rin lắm đâu. Không. 895 rin gì nữa. Được chưa anh em? Được cái dòng Kia đi nó lành, nó lành tính. Cùng mẫu Captiva nè. 2.4 thương hiệu đến từ Mỹ. Cùng phân khúc của Innova đó. Nhưng mẫu này sẽ nhìn hơn Innova là nó có nhiều tính năng hỗ trợ ABS. Cân điện tử, hỗ trợ dốc, hỗ trợ chống trơn trượt luôn, ABS luôn anh em nha. Dòng này thì nó đẹp nhưng mà được cái nó không chuộng, vừa không chuộng thì sao, nó quá hao xăng, nó là tầm 12 lít số sàn. Nếu anh em xác định mua về không sợ hao xăng anh em lấy mẫu này. Được chưa? Và cái thứ hai là anh em cứ hay bình luận là nó hay bị cảm biến, đúng rồi. Anh em nói chính xác, anh em sẽ được 10 điểm. Vì sao cái kiểm trên một mẫu xe này nó xài rất là nhiều con cảm biến, là cảm biến ABS, cảm biến cân bằng điện tử, cảm biến oxy, cảm biến xăng, cảm biến cam, rất là nhiều cảm biến. Cho nên nhiều khi nó chạy nó dơ, nó hiện những con cảm biến nó lên. Nếu anh em xác định mua được mẫu này thì anh em phải tập làm quen với những con cảm biến đó. Được chưa anh em? Nói chung là anh em test đi nó hết, nhưng mà chạy thời gian nó dơ nó lại bị lại. Đó, được cái đồng đẹp nha. Còn mẫu này là chuẩn gia đình chứ không có chuyện mà dịch vụ taxi gì đâu. Dòng này thì anh em biết rồi. Uống xăng như người tình đang khát nước mà ai mà chạy dịch vụ nổi. Được chưa anh em? Đó vậy thôi. 12 lít, 4 vỏ mới, đồng đẹp. Xe này một người em trai cũng cọc cho Trần Anh 10 triệu rồi. Chắc qua tháng 7 tháng 8 gì đó người ta lấy nha anh em. Đây là mẫu Vivan nè. Vivan đời 2008, xe bên Trần Anh. Bản số ra cà vẹt Trần Anh luôn. 64653 nha bà con. Đây là mẫu Vivan. Mẫu này là ít tiền, cũng thương hiệu cũng đến từ Mỹ. Anh chị cứ để ý đi. Những dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ là những dòng xe chất, form đẹp. Cái thứ hai là giá thành nó rẻ nha anh em nha. Cực kỳ rẻ cho anh em. 5+2, một mẫu xe 7 chỗ. Huyền thoại của một nàng xe 7 chỗ Vivan. Được chưa cô chú anh chị? Anh chị thích mẫu này anh chị alo cho Trần Anh ô tô. Trần Anh sẽ bán cho anh chị một cái mức giá hợp lý lắm, 110 bớt 5 còn 105. Chính chủ luôn. Anh chị thích ủy quyền tập đầu cũng được, thích ký rút hồ sơ cũng được, đầy đủ cho bà con có bác nhé. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là mua một cái xe về để nó phục vụ anh em chạy suốt cuộc đời thì anh em sai lầm ở vấn đề này. Trần Anh sẽ cân nhắc vấn đề này cho nè. Vì sao sai lầm ạ? Anh em chạy một con xe từ một cái mẫu xe tập lái cho đến một cái mẫu xe đời cao, anh em chỉ chạy cao lắm, anh em chỉ chạy cao lắm được 3 đến 4 năm là hết cỡ, là lúc đó anh em sẽ lên đời. Và có những nhiều cô chú anh chị mua một con xe về chạy tầm cỡ vài tháng là anh chị đã đổi xe rồi. Thì hôm nay Trần Anh sẽ đưa ra một cái mẫu xe ít tiền cho anh em, giá thành có mấy chục triệu nhưng anh em đi tốt dùng bền với cái chất xe Ford Laser này. Và cái thứ hai, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ thì anh em biết rồi, chạy nó đầm. Form này nó là form của form ngày xưa. Form này anh chị biết là form nhà nước mà. Máy 1.8 mà anh chị. Được chưa anh chị? Đèn này là bản đèn ống, có ABS, có túi khí hỗ trợ đầy đủ tính năng. Nó giá thành so với một mẫu Life City Gencha thì nó rẻ hơn luôn. Tại sao? Tại sao vậy ạ? Tại vì cái đời nó hơi thấp một xíu, 2001 đến 2 gì đó. Nhưng ngược lại, 6 tháng đăng kiểm một lần. Ngược lại anh em sẽ trải nghiệm được một cái động cơ của Ford Laser, máy cực kỳ là bền bỉ qua thời gian và năm tháng. Không có chuyện sửa chữa nhiều, không có chuyện là ho leo sổ mũi dọc đường. Đó là thương hiệu đến từ Ford nha cô chú anh chị. Nó giá thành thì chỉ có 75 triệu mẫu này cho anh em. Anh chị thấy giá hợp lý không? Nếu mà anh chị biết chơi, anh chị biết nghỉ, anh chị nghe Trần Anh. Giá mới chục anh chị lấy mẫu này, Trần Anh bao máy cho anh chị chạy luôn.
máy anh chị chạy trong thời gian bảo hành mà 5 đường lỗi máy lỗi số anh chị kéo vào đây một đền một với anh chị. Cho nên anh dám nói điều đó. Nhưng mà bán một cái mẫu này so với một mẫu Genca Life Safety thì sao ạ? Có phải nó khác nhau một trời một vực không ạ? Đó, form thì nó hơi già thôi. Tại vì form này là form của ngày xưa. Ngày xưa ấy đâu rồi nha cô chú anh chị. Đó, Forlaser giá chỉ có 75 triệu, 51E57793. Máy móc gầm bề ok luôn, nội thất đẹp, đồng sơn sạch sẽ. Máy móc còn chất nha anh em. Còn đời này chạy qua thời gian 5 tháng có cái chỉnh lạc vạc rồi, không thể nó rin được đâu. Được chưa anh em? Bên đây còn một mẫu Innova 2016 bên Trường Anh nè, E chuẩn. Trường Anh đang bán một cái mức giá rất là hợp lý, 320 triệu bớt 10, còn 301 anh chị thiện chí, em bớt cho anh chị 5 triệu tiền mặt. 5 triệu tiền mặt nha. Đúng, bán đúng giá 301, bớt thêm 5 triệu tiền mặt. Chính tay Trần Anh đưa tiền 5 triệu cho anh em. Được chưa? Đăng kiểm tháng 6 2025. E chuẩn nha anh em. Cân nặng của em là 1550kg, E chuẩn đúng không ạ? Còn mẫu này sẽ có hai bản. Bản Z, E nâng có nghĩa là Z. Z cũng có đầy đủ form dáng y chang nhau, không khác nhau một ký gì hết nha anh em. Nó chỉ khác nhau với sự cân nặng nó và dàn mâm, khác nhau hoàn toàn. Được chưa anh em? Và đồng hồ của nó cũng khác anh em ạ. Nó vậy thôi, giá thành nó quá sinh viên, quá mềm đến với một tay người sử dụng cho anh em. Hàng đẹp chuẩn lắm. Đó là phong dáng của em Innova, dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sâu nha bà con nha. Dòng này thì anh em sẽ bảo dưỡng cho Trần Anh là có hai phần bảo dưỡng, là phần nhớt máy, cái thứ hai là phần nhớt cầu sâu. Thì anh em đi nằm tầm cỡ 150-200 ngàn anh em mới thay nhớt cầu sâu một lần. Còn nhớt máy anh em chạy cho Trần Anh nằm tầm cỡ 5 ngàn là anh em thay nhớt. Tại vì sao? Khi anh em thay nhớt á, động cơ á, nó bôi trơn, nó hoạt động hơn cho anh em, anh em hiểu không? Còn anh em để nhớt cũ á, lâu ngày á, anh em biết không, nó hết cái chất bôi trơn của động cơ máy rồi, đâm ra chạy nó không có đảm bảo mấy cho anh em đâu. Đó, rồi vậy thôi anh em à, đã không anh em? Đó, anh em thích mẫu này anh em alo cho Trần Anh Ô Tô nhé. Khách hàng lên là mình phải tiếp đón thật chu đáo, không để khách suy nghĩ nha anh em. Còn một mẫu dây ít tiền cho anh em nè, Quốc Dân, giá thành hơn 100 cho anh em mua về che nắng che mưa. Bản này là bản GL 2003 vẫn đăng kiểm 6 tháng cho anh em nha. Được chưa anh em? Chuẩn GL luôn. Em này máy số rin anh em nha. Đời này vẫn có máy số rin. Còn sơn si đời này dầm thuốc các kiểu. 4 vỏ mới. Hàng đẹp lắm. Liên lạc sạch sẽ. Rồi anh chị nào quan tâm mẫu nào thì anh chị alo cho Trần Anh Ô Tô. Xíu nữa Trần Anh sẽ bàn giao mẫu Sonata, giao cho khách hàng về Sài Gòn đây, hỗ trợ cho khách luôn. Anh có lời gì nói không? Khi lên tới em, anh chị cứ góp ý. Lên đầu là lên Lâm Đồng thì khí hậu mát mẻ rồi, cho nên là thấy mọi người cũng thân thiện. Nhất là anh Trần Anh là cũng thân thiện với khách hàng. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Chúc anh chị nhận được mẫu xe Sonata đi tốt dùng bền bên em nha. Rồi, ok.